Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Coin68. Trong bối cảnh thị trường suy giảm kéo dài, Bitcoin thì đang dần về đáy. Có lẽ điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là dành thời gian để chuẩn bị cho những con sóng tiếp theo. Vậy có khi nào bạn tự hỏi trong khi thị trường hưng phấn, mọi thứ đang lên đến đỉnh, mình đã phạm những sai lầm nào để khiến bản thân mất tiền hay chưa? Trong video ngày hôm nay, Coin68 sẽ đưa ra 5 sai lầm mà tất cả chúng ta đều có khả năng đã mắc phải khi đầu tư vào thị trường tiền điện tử. Được rồi, bắt đầu nhé. Như đã nói thì lúc này là thời điểm không thể thích hợp hơn để đánh giá lại mọi sai lầm mà một trader hoặc nhà đầu tư có thể gặp phải khi thị trường hưng phấn, đồng thời có thể chuẩn bị tốt nhất cho cơn sóng tiếp theo. Thêm vào đó, bằng cách tránh phạm phải những sai lầm sau đây, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng tiền điện tử lành mạnh và bền vững hơn rất nhiều. Sai lầm đầu tiên là đầu tư một cách quá vội vàng. Có nhiều người bạn của tôi chỉ đơn giản là đọc được một bài viết vu vơ ở đó trên Reddit, xem một video giải thích về dự án trên YouTube hoặc thậm chí là nghe nói trong group Telegram rằng dự án này ngon lắm, sắp x5 x10 tới nơi rồi. Hoặc như thế này, nghe có quen không? Con này giá thấp này, volume cũng nhỏ nữa. Có một đội cá mập đang gom hàng chuẩn bị bung, mua đi kiểu gì cũng ăn. Thậm chí còn có nhiều lời mời chào ngon ngọt hơn. Và đa phần người dùng nếu bị thu hút bởi những lời quảng cáo đó, họ sẽ làm gì? Không làm gì nhiều lắm đâu, chỉ ghé qua CoinMarketCap này xem thử vài con số của nó xem như thế nào, ngó qua thử website xem ra làm sao, bật biểu đồ giá lên coi thử một chút và nếu thấy ổn thì sẽ mua một ít để đó. Đôi lúc cũng có lời, thỉnh thoảng lại còn x2, x3, nhưng theo tôi thấy đa phần khi những đồng coin nhỏ lên giá, rất nhiều trader không thể xác định được lúc nào nên bán và đến lúc nó giảm cũng chẳng dám bán vì nghĩ rằng đồng tiền mình giữ sẽ lên lại thôi. Chưa kể, nhiều người còn xui xẻo mua con rác để đó, để rồi bị delist trên các sàn giao dịch nữa. Các bạn hãy comment cho Coin68 biết các bạn có thực sự có lời trong suốt khoảng thời gian qua bằng cách mua theo những tin tức và nói thẳng ra là lùa gà như thế này không? Thứ hai là bị dụ bởi các dự án scam. Và nhắc đến scam hay lừa đảo, đừng bao giờ quên. Ông tổ của ngành trồng cam thì không phải nói ai cũng biết rồi, nhưng lừa đảo trong thị trường tiền điện tử thì còn phong phú hơn rất nhiều. Đầu tiên là các group signal boom and pump. Đúng rồi đấy, đó cũng là một dạng lừa đảo luôn. Nếu các bạn có đủ kinh nghiệm chinh chiến trong thị trường này thì các bạn sẽ hiểu. Tiếp theo là các mô hình Ponzi, dĩ nhiên rồi. Và các dự án hùn vốn mua máy đào coin hoặc cloud mining như Sky Mining hoặc Aura Mining chẳng hạn. Hoặc là các dự án lừa đảo với một team phát triển giả mạo. Kế đến là các tài khoản lừa đảo theo kiểu gửi 1 Ethereum sẽ được nhận lại 5 Ethereum. Chính Vitalik Buterin cũng như là Changpeng Zhao, CEO của sàn giao dịch Binance cũng là nạn nhân của bank scam này. Và cuối cùng, cái này có thể khiến nhiều người bất đồng nhưng nó cũng là một dạng bòn tiền của người dùng mà không đưa lại bất cứ giá trị gì, là những đợt fork vô dụng như là Bitcoin Gold hoặc Litecoin Cash chẳng hạn. Chúng ta có thể nói về lừa đảo trong thị trường tiền điện tử từ ngày này sang ngày khác. Nhiều anh em ở đây chắc hẳn cũng từng mất tiền trong một dự án scam nào đó. Chính những điều như vậy làm thị trường tiền điện tử trông thật sự nguy hiểm và chẳng hứa hẹn gì cho nhiều nhà đầu tư đang đứng ở ngoài kia. Thứ ba là xem nhẹ vấn đề bảo mật. Cũng có khá nhiều vấn đề xung quanh vấn đề bảo mật. Như Coin68 đã từng nói trong một video, kiếm được tiền trong thị trường tiền điện tử đã khó, giữ tiền không bị mất còn khó hơn. Những sai lầm có thể kể đến như là cất tiền trên những sàn giao dịch bị tấn công hoặc lừa đảo, không được thiết lập xác thực hay yếu tố cẩn thận. Và ở Việt Nam, nhiều người vẫn không sử dụng Google Authenticator mà dùng xác thực qua tin nhắn. Nếu như sim điện thoại của bạn bị hack và kẻ tấn công có thể đọc được tin nhắn xác thực, lúc đó thì tạm biệt tài khoản của bạn thôi. Hoặc ngớ ngẩn hơn, nhiều người còn không lưu lại mật khẩu của mình hoặc cất lên những nền tảng lưu trữ trực tuyến như Evernote hoặc OneNote. Đồng thời, có một trò khá thịnh hành hồi giữa năm 2018, đó là lập những trang web mạo danh những trang chứa tài khoản người dùng như MyEtherWallet hoặc IOTA Explorer. Những website đó trông sẽ y chang web thật, chỉ khác một chỗ ở tên miền như thay cho .com bằng .net. Và khi người dùng đăng nhập thông tin vào, những kẻ lừa đảo sẽ chẳng gặp khó khăn gì cả. Thứ tư là để cảm xúc chi phối, FOMO, tham lam, ghen tị. Nào, hãy kể hết những cảm xúc của bạn khi bạn giới thiệu một thằng gà mờ vào thị trường, rồi nó x5 tài khoản sau một tháng, còn bạn thì vẫn đang phải vật lộn, thậm chí là chịu luôn phận holder. Hay trong một buổi nhậu, bạn bè của bạn khoe khang rằng họ vừa mua nhà mua xe, sau kèo này kèo kia và bạn thì lại chẳng có gì.
Tại sao vậy? Tại sao bạn lại cố gắng nhiều hơn, bạn phải hy sinh nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn mà vẫn không thắng được trong thị trường này, rồi bạn lại nạp thêm tiền vào những kèo tất tay để trả thù thị trường cho lũ bạn của bạn biết mặt? Đó thực sự là những cảm xúc cực kỳ tiêu cực khi bạn đầu tư hoặc giao dịch. Khi tài sản của bạn đã tăng gấp 3 lần, nhưng bạn bè của bạn vẫn còn đang kiếm nhiều hơn và thị trường thì lại có vẻ đang bùng nổ hơn bao giờ hết, và bạn còn muốn mọi thứ nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nữa để chứng minh rằng mình là một trader tài ba, để không ai có thể coi thường bạn nữa. Và cách để thực hiện điều đó là một danh mục đầu tư hoạt động thật hiệu quả. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là những lời tư vấn tài chính vô trách nhiệm. Ví dụ như khi đi ăn với bạn bè, bạn giới thiệu cho họ một đồng coin ngẫu nhiên mà bạn sở hữu vì lý do nó sắp bung rồi, hơn là cho họ thông tin đầy đủ về dự án cũng như đánh giá khách quan. Dĩ nhiên là bạn không có ý xấu và chỉ muốn điều tốt nhất cho bạn bè của mình thôi. Đồng thời, việc giải thích một dự án là quá dài dòng và mệt mỏi. Tuy nhiên, những lời khuyên kiểu mua thấp bán cao thường có hại nhiều hơn lợi. Khi một trader không thể chủ động lựa chọn đồng coin, họ sẽ thường đưa ra quyết định theo người khác, vừa để cảm xúc chi phối, vừa nhìn người khác làm theo thì bạn biết được gì sẽ xảy ra rồi đấy. Chưa kể, khi bạn đưa ra một lời khuyên tài chính, hay ở đây nói ngắn gọn là kèo, sai thì sự tin tưởng cũng như uy tín của bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, có thể sẽ kéo theo nhiều hậu quả không mong muốn trong cuộc sống bình thường. Vậy cách tốt nhất ở đây là gì? Trừ khi bạn chắc chắn 100%, còn không thì đừng đưa ra lời khuyên cho người khác, hoặc tốt hơn hết, đừng cho kèo. Hãy giải thích về mô hình kinh doanh, điểm mạnh cũng như điểm yếu của một dự án cho bạn bè của bạn khi họ hỏi có nên đầu tư hay không. Chỉ với cách này, chúng ta mới có thể xây dựng được một cộng đồng tiền điện tử độc lập đủ mạnh mẽ để đưa ra những quyết định chính xác trong tương lai. Vậy đấy, trên đây là 5 sai lầm thường thấy của các trader và nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử trong thời kỳ giá giảm. Các bạn có mắc phải bất kỳ sai lầm nào ở đây không? Hãy cho Coi Số 8 biết. Và nếu như bạn không đồng ý ở điểm nào, cũng hãy comment để chia sẻ cho mọi người ở phần bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.